biệt thự công vụ 500m² cho đại tướng. Thủ tướng coi Bác Hồ như chết rồi. Nhà công vụ cho lãnh đạo là vấn đề của mọi quốc gia, chứ không riêng gì tại Việt Nam. Nhưng quy mô của các công trình công vụ lại là vấn đề cần phải xem xét, nhất là trong điều kiện của Việt Nam nhiều người dân còn bữa đói, bữa no, không nơi trú ngụ. Báo Dân Chí vào ngày 5 tháng 5 đưa tin, đề xuất đại tướng được bố trí biệt thự thuê rộng 450-500m². Bản tin cho hay, Bộ Xây dựng vừa gửi dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà công vụ do Bộ Tư pháp có thẩm định. Tờ báo Dân Chí đăng đề xuất của Chính phủ. Bộ Xây dựng cho biết, quy định áp dụng với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được nêu tại Nghị định số 76 và Nghị định số 18 của Chính phủ. Theo đó, đối với các sĩ quan, tướng lĩnh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, dự thảo đề xuất các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và những sĩ quan có cấp bậc quân hàm, đại tướng được bố trí thuê biệt thự công vụ. Các biệt thự này đảm bảo tiêu chuẩn như cao không quá 4 tầng, có khuôn viên sân vườn, có hàng rào và lối ra vào riêng biệt, bảo vệ hệ thống an ninh, bảo vệ diện tích từ 450-500m². Những biệt thự công vụ này được trang bị nội thất không gắn liền với nhà ở và công vụ với mức cao nhất là 350 triệu đồng. Ngoài ra, bản dự thảo cũng đề xuất bố trí cho thuê biệt thự công vụ với quy định cụ thể về diện tích đất, khuôn viên và trang bị nội thất cho các chức danh khác như Tổng tham mưu trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng và nhiều chức vụ khác, kể cả các sĩ quan giữ chức vụ, chức danh có cấp bậc quân hàm, cấp tá. Biệt thự công vụ số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từng một thời gây ồn ào. Trên mạng xã hội và các diễn đàn của người Việt, dễ thấy đa số các ý kiến không đồng tình với dự thảo trên, thậm chí còn phản đối gay gắt với nhiều ý kiến cho rằng đây là chế độ nhà cho thuê chứ không phải là nhà công vụ nhà nước cấp. Lương bổng cao nhất của đại tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay Công an thì không quá 40 triệu đồng mỗi tháng. Thử hỏi lấy tiền đâu ra để thuê biệt thự công vụ rộng hàng trăm mét vuông như thế. Trong khi cuộc sống của đa số người dân Việt Nam còn hết sức khó khăn, nhiều người còn bữa đói, bữa no, mặc chưa đủ ấm, nhiều người đang trú thân nơi vỉa hè, gầm cầu, chứ đừng nói đến các nhà ở, ra tiêu chuẩn biệt thự xa hoa lãng phí cho các đại tướng là điều không tưởng. Nó cách biệt quá xa với người lao động, như thế có nên hay không? Nhiều ý kiến cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy làm các cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước thì phải khổ. Cái khổ trước dân, vui cái vui sau dân, sướng cái sướng sau dân. Nếu không làm theo lời dạy của ông Hồ Chí Minh, vậy thử hỏi công bộc của dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm gì? Có ý kiến còn cảnh báo, các ông đã lên đến chức tướng thì chắc chắn phải có 10 biệt thự rồi. Vậy đi thuê nhà công vụ để làm gì đây? Coi chừng thuê biệt thự công vụ thì mắc bẫy của Bộ Công an sẽ bị gắn thiết bị theo dõi và giám sát bí mật, rồi có lúc sẽ ối giời ơi. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, công luận đánh giá đất nước chưa bao giờ có được như hôm nay, từ chỗ cấp nhỏ thì ăn nhỏ, cấp lớn thì ăn lớn, đến nay đã tiến tới tình trạng lạm quyền với đủ các chiêu trò để vơ vét tài sản của đất nước, tức là tài sản của nhân dân. Đúng như lời cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã than thở, cán bộ ăn không chừa cái gì của dân. Nói về quyền làm chủ của nhân dân, tạp chí Cộng sản đã có bài viết tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và yêu cầu củng cố mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Tác giả cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy rằng nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định rằng nếu chính phủ làm không tốt thì dân có quyền đuổi chính phủ. Xin hỏi Thủ tướng Phạm Minh Chính và ban bệ của ông có biết những điều đó hay không mà vẫn cố tình làm bậy? Đó cũng là lý do vì sao các thế lực thù địch của Đảng luôn cáo buộc rằng chính quyền Việt Nam hiện nay là chính quyền của lực lượng chiếm đóng và coi dân như kẻ thù. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin biệt thự công vụ 500m² cho đại tướng. Thủ tướng coi Bác Hồ như chết rồi. Vì sao khó có thể hy vọng Mỹ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường vào tháng 7 tới đây? Nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh và đầy đủ theo tiêu chuẩn của phương Tây và Hoa Kỳ, đó là không có sự can dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế của xã hội, bởi điều này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế với nhau. Theo giới chuyên gia, trong một nền kinh tế thị trường,
những lĩnh vực tư nhân có thể đảm trách thì nhà nước không tham gia. Bản tin trên báo Người Việt về việc Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét yêu cầu của Việt Nam. Báo Người Việt vào ngày 8 tháng 5 đưa tin Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét để công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Bản tin này cho hay Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 5 đã nhóm họp nghe các bên điều trần để đi đến quyết định có công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không. Nội dung cuộc họp này sẽ là một phần của kết luận đánh giá vào cuối tháng 7 năm 2024 tới đây. Giới lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ và phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Mục đích hy vọng Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ và ưu đãi của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Nhưng khổ nỗi mãi mà Hoa Kỳ và các nước phương Tây vẫn không chịu thừa nhận. Được biết, ngay sau chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Biden vào trung tuần tháng 9 năm 2023, khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện, vào tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công du Hoa Kỳ đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ chấm dứt việc gán nhãn nền kinh tế phi thị trường cho Việt Nam, và Việt Nam sẽ đã được Mỹ hứa là xem xét. Theo quy định của luật pháp nước Mỹ, quá trình xem xét sẽ được hoàn thành trong vòng 270 ngày, tức là vào khoảng giữa tháng 7 năm 2024 tới đây, Việt Nam sẽ nhận được câu trả lời từ Mỹ, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Việc Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường, trong đó có cả Nga, Trung Quốc và một số quốc gia có hơi hướng độc tài. Điều đó đã khiến Việt Nam liên tục gặp bất lợi trong các vụ kiện chống bán phá giá của Hoa Kỳ, với lý do có sự can dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các công ty sản xuất thép và doanh nghiệp sản xuất tôm tại Mỹ không ủng hộ cho việc công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, các hãng bán lẻ và nhiều nhóm doanh nghiệp khác thì lại ủng hộ. Khi so sánh với Thái Lan, một quốc gia có nền kinh tế thị trường, thì mức thuế của Mỹ áp cho tôm đông lạnh chỉ là 5,3%, trong khi cũng mặt hàng này Việt Nam phải chịu thuế suất gần gấp 5 lần lên tới 25,7%. Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai nước tăng lên gần 300 lần. Đến cuối năm 2023 đã đạt con số 111 tỷ đô la. Theo giới quan sát, dường như nhà nước Việt Nam và người đứng đầu chính phủ ông Phạm Minh Chính liên tiếp có những phát biểu và hành động phớt lờ những điều cấm kỵ với một nền kinh tế thị trường. Theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, đó là sự can dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế. Không chỉ là với vấn đề trước đây, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều kinh doanh thua lỗ triền miên, không tương xứng với số vốn và tài sản mà nhà nước bỏ ra. Hay mới nhất đây, việc nhà nước can thiệp vào thị trường vàng là một bằng chứng không thể chối cãi. Tổng thống Hoa Kỳ Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội. Giới chuyên gia kinh tế cho rằng, nhà nước Việt Nam muốn đồng hành, muốn dựa vào thị trường và nguồn vốn công nghệ từ Hoa Kỳ để phát triển kinh tế trên nền tảng công nghệ cao, bắt buộc Việt Nam phải thể chế hóa nền kinh tế để trở thành một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, theo đúng các tiêu chí của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Cũng nói rõ hơn, đó là các quốc gia có nền kinh tế độc trạ tài toàn trị như Việt Nam không tuân thủ nghiêm ngặt đúng và đủ khái niệm về kinh tế thị trường thì lập tức bị đưa vào danh sách nền kinh tế phi thị trường. Cho nên công luận cho rằng việc hy vọng Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường trong tháng 7 năm 2024 tới đây chỉ là một mơ ước hão huyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao khó có thể hy vọng Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường vào tháng 7 tới đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.